VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Trời ơi, Captain ơi, em ở đâu? Trời ơi, tính vui sai rồi, quá. Anh Thành nghe đấy là tại sao mà em phải hứa với Captain, em phải cố gắng làm sao để Captain vào, bởi vì Captain không có thi, Captain đang trình diễn. Và Captain Boy đang nhảy đây. Give it up, chúng ta lên các bạn ơi. Go, go, go. Xin được cảm ơn Mia Thích Đức Hoàng Trai Chú Bóc. Chơi phải tới. Yeah. Các bạn thân yêu, và xin giới thiệu người bạn của chúng ta, đó là bạn Say Hi. Anh biết là em đang rất vui đúng không Say Hi? Yeah. Các bạn thân yêu ơi, và sau đây tôi xin được phổ biến luật của Dance Battle như sau. Dance Battle được chia thành 3 vòng đấu, các đội cử một thành viên ra thi đấu tại mỗi lượt. Vòng 1 Showcase, các đội sẽ lần lượt trình diễn một tiết mục được biên đạo với sự hỗ trợ tối đa của 4 dancers, có thể bao gồm các thành viên trong đội. Sau mỗi tiết mục, ban giám khảo cùng 500 khán giả tại trường quay sẽ chấm điểm và bình chọn. Kết thúc vòng 1, 4 đội có điểm cao nhất sẽ bước vào vòng 2 để tiếp tục tranh tài. Vòng 2 Cypher Battle, thành viên của 4 đội sẽ lần lượt trình diễn theo hiệu lệnh của MC trên nền nhạc mà chương trình cung cấp. Ban giám khảo và 500 khán giả tại trường quay sẽ chấm điểm và bình chọn cho anh trai mà mình yêu thích để chọn ra 2 đội có điểm cao nhất bước vào vòng 3. Vòng 3
Final Cyber Battle. Thành viên của hai đội có thứ hạng cao nhất sẽ thi đấu 1-1 trên cung môn đêm nhạc để chọn ra đội chiến thắng chung cuộc. Kết thúc lượt thi Dance Battle, ba đội có thứ hạng cao nhất sẽ lần lượt được cộng 200 điểm, 100 điểm và 50 điểm vào tổng điểm Live Stage Bar. Hôm nay sẽ cực kỳ máu. Không chỉ là 500 khán giả tại trường quay mà chúng tôi còn mời đến đây 5 vị giám khảo chuyên môn. Mỗi một giám khảo được cho tối đa là 100 điểm dựa vào 5 tiêu chí, đó là cảm nhạc, kỹ thuật, skill, ý tưởng và cuối cùng là độ thu hút sexy và đẹp trai. Yeah. Nếu thí sinh đó gọi là tuyệt hảo thì nhận được cao nhất là 1.000 điểm. Say hi, em cảm thấy thế nào? Có hào hứng không với phần Dance Battle? Trời ơi, em nghe cái luật chơi á, cháy quá, hấp dẫn quá. Thiếu điều mà em muốn anh Negip lên nhảy dài đường luôn á. Negip, em nó kêu gì kìa, nhảy nổi không? Thử dài đường cho mọi người coi đi anh. Ủa sao có cái phần xào nấu đó hay quá vậy ta? Em muốn thêm một người được không anh? Ai nữa? Anh Quân AB ạ. À. Sao slay quá vậy em? Trời ơi, anh đâu có ngờ là em dễ sợ vậy. Quá trời, Quân ơi. Quá là tuyệt vời rồi, bây giờ. Thôi cảm ơn, khỏi chỉ điểm nữa, đủ rồi, hai đứa đủ rồi. Quá trời, em nhảy được không? Dạ được. Nhảy coi, vô. Đó, dễ thương. Cảm ơn em. Ok, xin hỏi hôm nay Hiếu Thái cử ai ra? Một cái người phải gọi là nhảy cũng có yếu nhất tim. Eric ạ. Yếu dữ chưa? Đội Quân AP thì sao ạ? Đội em thì sẽ có một thành viên mà chắc là ít người đoán ra thôi. Pháp Kiều. Yeah. Ôi, anh trai của Kim Tây ơi, em đã luyện tập như thế nào? Em có tự tin với bài nhảy của em ngày hôm nay không ạ? Em đã luyện tập rất là nhiều, bây giờ em không tự tin, em cũng phải gán tự tin. Em mà nhảy không lại là em gửi Kim Tây này ra em chọt mấy người kia. Chúc em may mắn nha em. Yeah. À còn team của Rider thử ai em? Dạ lần này được cái trộm vía team em mẹ toàn dancer, nên là em cử ngay là anh Queen ạ. Bài này nhảy nhiều không ta? Sẽ tôi rồi. Số phận nó đưa đẩy một cái người không biết nhảy lại chọn chúng bài hát nhảy nhiều nhất. Cái gì? Really? Dạ bất ngờ đó. Nổi không? Dạ được, dạ được. Công sức tu luyện đúng không? Hey, đợi chờ Quyên lên nha. Còn bên đội anh Tú ai ạ? À? Thiệt không? Vâng, thật ạ. Thiệt không? Thiệt không? Em giỡn rồi anh ạ. Vũ Tình. À, thấy ăn bận là thấy ngon lành nha. Visual đẹp trai. Rồi bên đội Quang Hùng với lại Dương Đô Mít chọn ai? Được không em? Được không? Không. Nhưng mà Đây. Anh ơi, mình cũng có tuổi rồi anh ơi. Để làm miếng thôi. Miếng thôi. Ai vừa nói câu đó? Anh xin lớn tuổi rồi. Ok, nếu vậy thì hôm nay anh sẽ nhảy cho Hùng Huỳnh của bên Rùng Mình. Bình tĩnh, anh biết em. Có là nhớ mà. Còn đội cuối cùng mà đội Hurricane thì ai ạ?
Sao em, cái này là bị rút cơ hả? Dạ. Lời đầu tiên cho thầy giáo dạy nhảy Minh Hy và Gia Hào xin gửi lời chào đến tất cả các bạn ạ. I don't dance. 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 Cho nên là em muốn nhường lại cái slot thi này cho hai người già hơn thua nhất của nhóm em. Đó chính là Shin Tuấn Kiệt và Isaac ạ. Ôi, lộn rồi, lộn rồi. Lộn kịch bản không? Lộn. Ai? Lộn đường nội bộ rồi. Em ơi, diễn dở sắm tuần lâu em ơi. Ai à? Dạ, dạ. Người... Đây ạ. Tuyến ơi. Cái gì? Kiên Tuấn Kiệt đây đau đầu hả? Thiệt không? Yes sir. Dạ. Rồi này chơi lớn quá nha. Dạ. Chuyến này thì tụi em muốn cho anh xong luôn, gọi là xong luôn. Ok. Làm điều đó cho anh. Dạ. Chứ anh xin anh ra anh làm màu quá. Anh coi anh cũng bực. Đại diện là nghe tôi xin lỗi anh nha, tôi xin lỗi anh. Nó hổ quá, nó hổ quá. Đúng rồi. Đã M rồi còn phải đặt sự thắc bính nữa. Quá trời. M nữa anh. Em nhớ chấm hói kỹ lắm rồi. Đó. Chết rồi. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm trúng thưởng để bốc thăm trúng số để coi số ai phải nhảy trước. Xin mời 6 bạn. Anh đại diện anh Tú. Em đại diện. Rồi anh Eric đâu, sao không bốc mà để anh đại diện vậy? Tại vì bọn em giấu Eric. À giấu. Dạ. Cho tôi hỏi số 1 lại. Em. Đó là anh xinh của chúng ta thưa quý vị. Số 2 là ai ạ? Số 2 đi ạ. Yeah, Tuấn Kiệt. Số 3 là ai ạ? Hay lắm. Wow. Cảm ơn em. Số 4 là ai ạ? Wow. Số 4 là Win nha. Thấy không? Em. Ủa? Vậy là đội này em đâu một? Xin ơi! Đối đầu thiệt rồi em ơi. Có gì Hùng Huỳnh nhảy cùng mình nha. Hồi nãy nói là Hùng Huỳnh thấy rùng mình. Giờ thấy nhảy cùng mình. Cũng cực kỳ lo cho sức khỏe của anh xin. Số 5 là ai ạ? Em hay Eric? Eric ạ. Sao em không có nhảy mà em làm lố vậy? Tại vì bọn em tới đây không phải là để thi thố mà để trình diễn cho tất cả các nhóm xem thế nào gọi là dance battle chính nghĩa. Tú ơi. Dạ. Người thi là Eric, mình nói nhỏ thôi, tội nghiệp. Áp lực. Không mọi người, chính vì là Eric nên là bọn em mới tự tin như thế. Đúng. À, ok. Đúng. Cho tất cả mọi người từ xong luôn hay dùng mình coi đi thì biết. Anh ơi, sao em? Dance battle thì phải đúng nghĩa chứ đâu cố cứu thế giới đâu mà chính nghĩa anh. Em nói chính nghĩa đây là từ chuyên môn. Không thể kiểu chuyên môn nào đúng không? Em ơi, bộ có nhảy múa xấu xa hả? Thì thôi, coi như bọn em dùng sai từ đi. Nhưng tinh thần bọn em tới đây, đúng không? Là để trình diễn cho các anh em học hỏi. Đúng. Anh nghĩ cái người cần học hỏi là em Tú ơi. Em phải bình tĩnh lại. Và người nhảy cuối cùng là ai ạ? Sợ em à. Vũ Thịnh. Các bạn thân mến, như vậy là thứ tự thi đã rõ. Có cái thứ tự thi thôi mà gây lộn khang tiếng không. Và bây giờ chúng tôi xin được mạn phép giới thiệu ra sân khấu năm vị giám khảo chấn động của cuộc thi ngày hôm nay. Đây là những biên đạo, những dancer. Họ đã có mặt ở rất nhiều những đấu trường quốc tế và những cuộc thi lớn nhất nhì của Việt Nam. Đầu tiên xin được giới thiệu một vị giám khảo. Anh ta là quán quân của So You Think You Can Dance mùa 3 và hiện giờ cũng đang là một trong những quán quân của một cuộc thi nhảy lớn ở Mỹ. Xin giới thiệu Sơn Lâm. Sơn Lâm. Ờ, bạn thân em, bạn thân em. Chào anh. Trời ơi, anh Lâm. Em bảo anh Lâm. Anh Lâm. Anh Lâm ơi. Anh Lâm. Anh Lâm. Anh Lâm ơi, nhớ em không? Anh Lâm. Anh Lâm. Tụi em ơi, bớt thấy sang bắt quẹt. Ủa, sao anh cứ đi lại giám khảo rồi vậy? Có sự trùng hợp lắm anh. Cái gì? Sơn Lâm, Sông Luân, thấy chưa? Sơn Lâm là Sông Luân, Sông Luân là không có em. Ủa vậy hả? Không có. Tuy học tập và thi đấu tại Mỹ cũng hơn 7 năm nay nhưng mà
tiếng Việt vẫn là tiếng mà em có thể thoải mái thể hiện được cái con người của em nhất. Và em rất là hãnh diện khi được trở về đây và làm giám khảo cùng với những người anh em, những người đồng nghiệp ở đây. Rất là vui khi gặp lại em. Yeah. Tôi xin được giới thiệu vị giám khảo thứ hai, là một trong những B-boy hàng đầu Việt Nam. Tuyệt chiêu của anh ta là breaking. Thưa quý vị, B-boy Phước Ly. Hay quá anh ơi. Anh Vy ơi. Anh Vy ơi, anh Vy ơi. Anh Vy, anh Vy. Em cứu anh Vy ơi. Anh hai, anh hai, anh hai. Anh hai, còn em này. Hiếu ơi, ngày xưa anh thấy em đứng đắn, em đàng hoàng lắm. Từ ngày em theo Tú bây giờ con người em không còn sĩ diện. Anh ép em, anh ép em. Cái gì? Anh có chính kiến, anh đang ngưỡng mộ em quá mà chậm. Dạ xin mời giám khảo Phước Ly cho dài cảm xúc khi tham gia chương trình hôm nay. Ly rất là hạnh phúc khi mà được ở đây và cũng có công chuyện nên mà tới đây. Thì hy vọng là tất cả các anh trai hãy nhảy tới công chuyện luôn à. Ok anh hai, ok anh hai. Người thứ ba cũng là một trong những biên đạo hàng đầu hiện nay. Và tuyệt chiêu của anh ta là crumb và hip hop. Anh ta là giám khảo của rất nhiều những cuộc thi lớn tại Việt Nam và đấu trường quốc tế. Xin giới thiệu MC Buck. Bác ơi, đừng có qua đây, em qua đây em khó qua mà hỉnh lại lắm. Ờ, gia đình mình hả? Xin mời giám khảo chào khán giả. Dạ, xin chào tất cả. Để em, đây, anh đây, đây, đó, đúng rồi. Anh trai, anh trai, anh trai, anh trai, anh trai, ok. Anh Thành ơi, lần đầu tiên là em được take care vậy luôn á anh, nó đã. Bây giờ em đã lắm, em có giá lắm. Xin chào tất cả mọi người, mình là MC Bất. Rất là vinh dự, rất là vui khi được ban tổ chức tin tưởng và trao cho trọng trách ngồi đây. Để tôi có thể nhìn ngắm tất cả những gương mặt này, tất cả những cái body này chuyển động. Nhìn ngắm gia đình mình đó anh. Vì giám khảo tiếp theo, anh ta là người đã nhận rất nhiều giải quán quân và á quân của những cuộc thi walking trên thế giới. Kiện tướng walking của Việt Nam, Si Thu Lô. Bảy. Yeah. Anh bảy bọn em. Anh bảy hả? Nhớ em không? Nhớ em không? Nhớ em không? Ủa, nhớ không? Ủa, cái băng này ghê quá. Dạ xin mời giám khảo cho vài ý kiến ạ. Chào tất cả các vị khán giả cũng như tất cả các anh trai đến với chương trình Anh Trai C2. Thì C2 cảm thấy rất là xúc động. Tại vì là ở một cái chương trình thi đấu nhảy á, thì các vị giám khảo có thể là những người có chuyên môn, hoặc là những celeb, hoặc là những influencer rất là nhiều, rất là đơn giản. Nhưng mà đối với một chương trình lớn như thế này mà mời các anh em street dance underground để chấm những người celeb như thế này, thì thật sự đấy là một cái vinh hạnh rất là lớn của bọn em, và nó là một cái bước tiến mới. Cảm ơn tất cả các anh trai đã cố gắng tập luyện street dance để thi đấu ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Yeah, cảm ơn Bảy. Cảm ơn giám khảo Si Thu Lô. Thưa quý vị, và cuối cùng, người đang nắm giữ 3 giải quán quân của 3 cuộc thi lớn về nhảy múa. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Đăng Quân. Em trai, em trai, em trai, em trai, em trai. Kéo kéo về đứng cùng anh em luôn. Dạ rồi, anh Quân, lâu lắm không gặp anh luôn anh. Trời ơi. Chào sao rồi anh? Dạ dạ, xin mấy anh tự trọng. Dạ. Dạ không, đâu đâu. Thì quen em. Thì quen, thì quen. Quen em. Quen đấy ạ. Em khờ quá. Quen cái gì, không quen chịu đâu, đi quen. Dạ, xin mời giám khảo chia sẻ đôi lời. Em cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mà có mặt ở tại đây. Và em mong rằng là hôm nay với cái không khí này, tất cả khán giả cũng như tất cả các anh trai của chúng ta sẽ cháy hết mình. Yeah. Xin một tràng pháo tay cho năm vị giám khảo tuyệt vời của chúng ta, thưa quý vị. Và xin mời các vị giám khảo hãy về vị trí của mình. Và bây giờ sẽ là phần thi đầu tiên của anh trai Song Luân với phần hỗ trợ của DJ Dreambo. Hey!
mà đã là anh trai xong luôn. Trời ơi, cho tôi biết cảm xúc của bạn sau khi trình diễn xong. Và mình là thí sinh đầu tiên biểu diễn phần thi nhảy này. Dạ, thật ra là em cũng rất là hồi hộp, bởi vì em chỉ có 4 buổi tập thôi. Để mà tập thì mình cũng hơi lo lắng về cái động tác của mình cùng với vũ đoàn. Nhưng mà em đã làm hết mình rồi, kết quả sao cũng được. Chưa biết về chuyên môn như thế nào, nhưng mà trước tiên là mình phải ủng hộ tinh thần của anh trai Song Luân, quá giỏi. Rất là thiện chiến nha. Mặc dù bước ra sân khấu đầu tiên nhưng mà anh ta không hề lo lắng. Xin hỏi ý kiến của các giám khảo ạ. Xin mời Đăng Quân. Đầu tiên thì xin chúc mừng anh đã hoàn thành xong cái phần thi của mình một cách rất là tốt. Và em cảm thấy cái bài này rất là năng lượng. Mặc dù hơi có một chút lỗi nhưng mà nó cũng không phải là một cái vấn đề lớn để mà nó làm ảnh hưởng đến cái tinh thần của anh. Và cái tinh thần nó chính là cái mà em thích nhất trong cái bài của anh. Xin mời giám khảo Citolo ạ. Sau khi xem tiết mục của anh Song Luân thì em hơi tiếc một chút, tại vì chắc là sàn hơi trơn nên là các bạn dancer backup bị ngã. Nhưng mà các bạn bị ngã chứ không phải là anh ngã, nên chắc chắn là em không trừ điểm của anh. Wow, yeah. Người có độ xuống nhưng tinh thần không ngã. Dạ vâng. Giám khảo Phước Ly thế sao ạ? Cá nhân em thì thấy anh Song Luân làm rất là tốt. Anh đã cue hết gần như là mấy cái chi tiết nhỏ của bài nhạc. Và cái tinh thần nó quá là hay luôn. Dạ, yeah, em rất là thích cái bài của anh. Yeah, cảm ơn. Xin mời MC Bắc. Em hơi tiếc một chút cái phần kết. Em hy vọng là nó đã hơn, kết thúc nó hoàn hảo hơn thì em nghĩ là cái bài nó sẽ trọn vẹn, nó bùng nổ hơn. Nhưng mà em thích cái tinh thần của anh. Woo. Đã, xin mời Sơn Lâm. Mọi người khen nhiều về tinh thần rồi, nhưng mà thật ra có một đoạn solo của anh Song Luân á thì Lâm cảm thấy rất là respect. Vì anh có khả năng nghe nhạc tốt và anh không bị chìm cùng với những bạn street dancer rất là tốt bên cạnh anh, nên em đánh giá anh rất là cao. Tinh thần là một trong những cái phải có, nhưng mà rõ ràng anh Sinh của chúng ta có võ. Song Luân là một trong những cái người cho chúng ta thấy rằng là khi các bạn có nghị lực thì cái gì bạn cũng có thể làm được. Từ ngày khởi nghiệp đến giờ thấy Song Luân làm rất là nhiều công việc, từ diễn viên đến dancing rồi hát. Rồi ngày hôm nay anh trai C2 sáng tác nhạc và chơi nhạc cụ. Cái gì Song Luân cũng có thể biết, mà rõ ràng đó là một sự cố gắng không ngừng của Song Luân. Rất xứng đáng cho một tràng vỗ tay. Vâng. Và bây giờ nếu các bạn yêu thích Song Luân, chuẩn bị giơ máy lên. Bình chọn bắt đầu. Xin mời các vị giám khảo cho điểm. Xin hỏi anh trai anh Tú, hồi nãy anh nói dữ quá, anh thấy anh trai Song Luân nhảy thế nào ạ? Nếu xét về tiếng nhảy thì em thấy anh Song Luân cố gắng ạ. Anh có thể nói chuyện một cách và xây dựng hơn đi ạ. Em phải công nhận là anh Sinh là một trong những người đàn anh mà em cực kỳ phải nể phục. Sao anh lật mặt quá, tôi mới nói cái thái độ liền, anh dễ sợ thiệt á. Anh Sinh em thấy cũng được. Cảm ơn anh. Nhưng mà em cực kỳ respect anh. Ok. Anh trai này tiếp, anh thấy Song Luân nhảy sao em? Dạ cũng bình thường, chấp nhận được. Dạ. Tôi chưa biết anh nhảy được không, mà anh nói chuyện nghe cái giọng. Dạ xíu nữa anh sẽ biết ạ. Tôi đợi anh. Anh trai Quang Trung, anh nghĩ sao về anh Sinh của chúng ta? Em thấy cũng là rất là gì và này nọ đó anh. Thể loại này là cái mà em chưa thấy anh Sinh nhảy trước đó, mà bữa nay anh Sinh nhảy em cảm thấy rất là vui. Người ta nhảy mà ta rất là vui là sao ta? Tôi không biết một lát nữa anh có nhảy hay không, mà anh khẩu khí khá lắm. Yeah. Vâng, thưa quý vị, và đó là Song Luân, một tràng vỗ tay nồng nhiệt nữa thưa quý vị. Và bây giờ phần thi thứ hai, thí sinh Gin Tuấn Kiệt. Wow. Hey, 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 hey! It's Gene and Isaac. Are you ready? Yeah. One, two, three, go!
luôn hả? Gin Tuấn Kiệt thưa quý vị. Gin Tuấn Kiệt gọi là vận đôi với Bất Diệt rất tuyệt. Dạ mời anh Phước Ly ạ. Ok, riêng bài này thì Ly cảm thấy rất là vui, thấy được cái tinh thần của mọi người. Nhưng mà đâu đó những cái routine mọi người làm vẫn hơi lỗi một tí thì rất là tiếc. Cockbuster ạ. Cockbuster ạ. Cái gì Cockbuster luôn á. Xin cảm ơn giám khảo Phước Ly. Xin mời Sơn Lâm. Lâm cảm thấy tiết mục này cái độ bùng nổ nó diễn ra hơi sớm. Nếu mà sắp xếp nó hợp lý hơn á thì mọi người ra rất là dễ thương, rất là duyên. Nhưng mà tự nhiên nếu mà đùng một cái mọi người gangster, cái đó nó sẽ làm wow hơn. Tại vì cái này vẫn là một trận battle, đúng không? Yeah. À, xin cảm ơn ý kiến đóng góp rất hữu ích của giám khảo Sơn Lâm. Xin mời giám khảo MC Bắc ạ. Bắc thật sự rất là kiểu nể. Tại vì Gin dám bước lên đây và làm một mình cùng với anh Isaac. Nó cho người ta thấy là ok, tôi mới là cái người nhảy chính nè, tôi mới là cái người thi nè. Dạ. Bạn dám dùng những cái chất liệu của street dance, hip hop, có Running Man, có mấy cái old school, có b-boy, có top rock, có footwork. Bất rất thích những cái tổ hợp được sạch. Tôi muốn nhấn mạnh cái từ sạch. Sạch ở đây là mọi thứ nó phải diễn ra một cách liền mạch, gọn gàng, sạch sẽ, không có động tác thừa. Đúng không? Nó giống như là V-on với vòng sớm nhất và nét nhất. Dạ yeah, đúng rồi. Đó, đó, đó. Cho nên là cần phải sạch hơn. Dạ, yeah, thank you. Cảm ơn giám khảo Bất. Xin mời Citolo. Thật ra tiết mục này thì em rất là thích về nội dung. Tại vì là đây là một bộ phim mà em rất yêu thích. Yes. Yeah. Tuyệt vời. Hai anh đã cover đúng nguyên một cái tổ hợp tuổi thơ đấy. Mà rất nhiều khán giả chắc là 9X như em mà mê cái phim đấy thì sẽ rất là thích cái tiết cảm mục này. Cảm ơn anh à. Dạ dạ dạ. Mình đừng có mừng sớm quá, ta mới nói về cái kỷ niệm thôi em ơi. Thôi anh mừng được như mừng anh. Đấy là về mặt cảm xúc. Đó đó, thấy chưa, ta mới nói mà. Dạ xin mời giám khảo đi thẳng vào chuyên môn ạ. Còn về mặt chuyên môn thì thật ra là em rất xin lỗi hai anh cổ động viên nhưng mà hơi thừa. Trời ơi, xuống đi. Thấy chưa, anh đã nói mày mừng sớm quá mà. Đó, thấy chưa. Xuống đi, 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 xuống đi. Tao làm cái này. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Đuổi xuống luôn hả? Thôi đi xuống đi, nhục quá rồi. Mọi người cổ động lúc đầu thôi, còn sau đấy thì mọi người có thể rút hoặc là mọi người mặc đồ giống như hai cái backup dancer kia thì sẽ nổi bật hơn hai anh dancer chính. Yeah, nó hơi rối mắt là vì như thế. Hai anh rất là vui nhưng mà hơi vui quá. Tôi rất thích sự thẳng thắn của giám khảo. Giám khảo đã dùng từ rối mắt là cái từ đúng nhất ạ. Dạ. Dạ em sẽ rút kinh nghiệm vào rau sau ạ. Dạ. Xin cảm ơn giám khảo. À xin mời giám khảo Đăng Quân ạ. Thì về cái độ tự tin thì chắc là không phải bàn rồi. Nhưng mà em cảm thấy hơi tiếc một chút ở những cái đoạn nối giữa các vũ đạo. Nó làm cho cái tiết mục nó không được như một cái dòng chảy xuyên suốt. Yeah. Xin cảm ơn giám khảo Đăng Quân. Nhưng mà chúng ta cũng phải cổ vũ cho Kim Tuấn Kiệt. Bởi vì bạn đã rất là liều lĩnh để làm những động tác khó. Như MC Bớt hồi nãy nói đúng. Nhìn thì dễ, nhưng mà khi các bạn luyện tập thì nó không đơn giản như vậy đâu. Cho em trình bày, thật ra là lúc đầu là Jin là người thi chính. Em muốn Jin tỏa sáng trong vòng thi này. Nhưng mà Jin nói là Jin muốn mang cái tinh thần của anh em nhiều nhất. Cho nên Jin muốn em là người hỗ trợ Jin. Cho nên thật ra là trong phần thể hiện vừa rồi á, nhiều khi Jin chưa thể hiện được. Maybe là cũng có thể là do cái sự support của Isaac chưa gọi là được tốt. Nhưng mà Isaac cũng muốn nói rằng là Jin đã rất là cố gắng để thể hiện cái phần thi vừa rồi của Jin rồi. Cho nên Isaac xin mọi người cho Jin một cái tay thật là lớn. Dạ. Yeah. Mời các bạn bình chọn cho Jin Tuấn Kiệt. He can do better, he can do better. Jin có thể làm tốt hơn mọi người, cho Jin vào vòng 2 nha mọi người, please. Thank you. Xin hỏi anh trai Quang Hùng Master đi, anh nghĩ sao về phần hip hop vừa rồi của Jin Tuấn Kiệt ạ? Em cảm thấy cũng kiểu đơn giản thôi, cái này em làm được. Đó là em đang nói là về Hurricane với lại Negip á. Còn nhảy như anh Isaac với lại anh Jin thì thôi, em thua, em xin đầu hàng. Yeah. Thông minh, khiêm tốn và biết mình biết ta. Nếu mà anh Quang Hùng nói vậy á thì mọi người hãy vote cho anh Jin vào vòng sau để mình đấu với anh Quang Hùng. Tuyệt vời. Okay. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, thấy ghét quá. Wanna see me. Và nhiều điều bất ngờ sẽ xảy ra nữa. Cơ hội ra hơi ít. Nếu dạ. Vô đi vòng 3 anh. Dạ đó là nếu ạ. Dạ. Anh trai Dương Đô Mít, anh thấy sao về phần thi vừa rồi? Thực ra là em xem xong phần trình diễn của anh Luân rồi ấy. Thì trong đầu em giờ chỉ có phần trình diễn của anh Luân thôi. Wow. À, cảm ơn anh. Tôi nghĩ là tôi hỏi sai người ạ. Dạ. Anh Tam Bì Xeo, anh nghĩ sao về phần thi vừa rồi ạ?
Dạ, cá nhân em thấy thì anh Vinh có cố gắng nhộn nhịp ạ. Dạ. Vui đúng không anh Mắc Cừ? Ôi cái chữ nhộn nhịp thật là ôi. Vâng à, xin cảm ơn phần bình luận của các anh trai và cảm ơn các bạn đã bình chọn cho Kim Tuấn Kiệt. Một lần nữa một tràng pháo tay cho Kim Tuấn Kiệt. Thank you. Và bây giờ là phần biểu diễn thứ ba. Xin các bạn chào đón Pháp Kiều. Để cái top shot quay lại cái dáng ở chỗ này lẹ lên, anh quay lại cái hiện trường Pháp Kiều nó nhảy cho tôi. Đây gọi là dấn thân về nghệ thuật nè các chị, xuất sắc Kiều ơi, gia đình tự hào về em. Tập bao lâu mà em quay như trong trống của Doraemon vậy em? Em tập hình như là 4-5 ngày gì đó. Ngày em tập buổi mà kiểu như hồi đó giờ em chưa bao giờ em nhảy thử dù chỉ mà một lần luôn, tại vì em không có biết. Không biết mà nhảy quá nghiêng, các bạn biết cái tay đánh giờ không có dễ đâu, nó cực kỳ khó, nó phải chắc. Và các bạn biết cái khớp nách của mình nè, cái khớp nách của mình phải xoay sao cái khớp nách của mình nó mới đi cái tay được. Tại vì em nghĩ là nếu như mà em làm cái này thì chương trình sẽ không ai làm, nói chung là nó sẽ lạ nhất luôn. Hay, quá dữ, trời ơi. Trước tiên là tôi phải khen cái tinh thần dám lựa chọn những gì mà người ta không dám làm. Vâng. Và để nói về walking, đây, giám khảo C-Tolo, xin mời anh. Rất là cảm ơn tiết mục của Pháp Kiều. Thì em xin phép là hơi nói về chuyên môn một chút. Tiết mục vừa rồi nó chỉ có khoảng 30% là walking thôi, còn 70% sẽ là môn voguing. Hai môn này là hai môn rất là mới ở Việt Nam. Ví dụ walking thì đã bắt đầu có cái chỗ đứng rồi và mọi người đã biết rồi, nhưng mà voguing thì nó rất là mới. Bộ môn voguing ấy, nó không phải chỉ là nhảy mà nó có rất nhiều ý nghĩa nằm trong bộ môn đấy. Giống như cái động tác kết mà anh Thành có nói vui là có nguyên một cái hình ở đấy ấy. Thì thật ra là ở trên cộng đồng mạng cũng rất là hay bị nhầm gọi cái kỹ thuật đấy là dead drop. Thế nhưng mà thật ra ý nghĩa của nó lại không phải là ngã chết, mà nó là một cái sự rất là tôn vinh. Tức là cái động tác đấy ngoài cái việc là rất là bắt mắt thì nó còn có rất là nhiều ý nghĩa trong đấy. Cho nên là đây là một cái lời cảm ơn và tôn trọng đối với Pháp Kiều khi mà đã mang một cái bộ môn rất là underground, có nhiều cái nội dung ý nghĩa ở bên trong đó. Và mặc dù Pháp Kiều làm hai lần kỹ thuật deep đấy, thì cái lần kỹ thuật thứ hai ấy là đã đúng beat, nhưng mà cái lần thứ nhất thì hơi bị lệch một chút. Và nó có một cái rất là quan trọng trong cái deep đấy, đấy là luôn luôn phải làm đúng vào nhịp 8. Nếu như mà mình làm lần đầu ấy là kiểu soft and can, chỉ nó nhẹ hơn một chút, nó đẹp hơn. Và cái kết thì là mình làm Malaka deep là mạnh như vậy, thì là nó sẽ có hai cái sự luân chuyển, nó sẽ gây sốc hơn nữa. Đấy là về mặt chuyên môn thôi. Nghe nó hơi bị căng thẳng quá đúng không mọi người? Nhưng mà thật ra là tiết mục này rất hay. Cảm ơn C-Tolo. Xin mời giám khảo Đăng Quân ạ. Quân cảm thấy rất là thích phong cách của bạn, cực kỳ đặc biệt, cực kỳ lạ mắt và nhảy rất là tốt, động tác sắc nét, nhảy đâu ra đó. Chắc là không có gì để chê cả. Chúc mừng bạn. Trời ơi, giỏi quá. Xin mời MC Bắc. Mọi thứ rất là tốt, thần thái, trang phục cho thấy là bạn rất là chuyên nghiệp, động tác chắc, mọi thứ rất là đẹp. Kể cả cái khuôn mặt của bạn khi bạn nhảy, bạn rất là tự tin. Tôi cảm giác giống như là bạn đã tập rất là lâu rồi, chứ không phải là mới mấy ngày đâu. Nhưng mà chỉ có tiếc một chút ở cái phần solo của bạn, chưa có ăn vào beat lắm, hơi tiếc chút đó thôi, nhưng mà thực chất là về tổng thể rất là tốt. Chúc mừng bạn. Xin mời Phước. Ly cảm thấy rất là thú vị khi mà xem cái phần trình diễn này. Pháp Kiều đã làm nó thật là sạch sẽ,
Cái mà Ly cảm thấy rất là respect bạn là bạn chỉ có dùng 4-5 ngày đó và bạn mang lên sân khấu này, bạn show cái working và cái voguing rất là đẹp. Và Ly rất là respect bạn. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn Phúc Ly. Xin mời Sơn Lâm. Một lần nữa Lâm phải rất là nể phục bạn. Là một cái từ nể phục đó được dùng khá là nhiều lần. Nhưng mà em cảm thấy bạn đưa một cái lựa chọn nguy hiểm. Tức là mình có thời gian ngắn thì mình chỉ nhảy thôi, không cần phải câu chuyện hay gì hết. Và bạn cho ra được cái đề bài đó và bạn giải quyết được một cách thuyết phục. Và Lâm rất là vui khi được thấy voguing và walking trên sân khấu lớn như thế này. Wow. Xin cảm ơn giám khảo Sơn Lâm. Thưa quý vị, rõ ràng là ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy rất tự hào về em. Quá giỏi, nhảy xuất sắc. Một tràng vào đây nồng nhiệt cho Pháp Kiều. Bình chọn bắt đầu. Mọi người ơi, mọi người bình chọn cho Pháp Kiều nha. Hôm nay Pháp Kiều bị đau họng, Pháp Kiều không nói chuyện được. Ai bình chọn rồi, giơ cao máy lên cho Pháp Kiều xem với. Yeah, cảm ơn mọi người rất nhiều. I love you. Xin lỗi anh trai Win Lê, anh nghĩ sao về phần thi vừa rồi? Dạ, sau khi em xem Pháp Kiều trình diễn thì em thấy cột sống của mình thật là yếu ớt. Lo hả em? Dạ. Hình như em sắp ra quân phải không? Dạ không, em vòng 3 rồi. À, ồ, cảm ơn em. Anh trai Hiếu thứ hai, anh nghĩ sao về phần thi vừa rồi ạ? Dạ, đầu tiên thì rất là respect Pháp Kiều ạ, quá tuyệt vời. Và em chỉ muốn nói một câu thôi là Pháp Kiều ăn và không để lại vụn ạ. Cảm ơn anh. Anh trai Jason, anh thấy sao? À, thật sự là chưa bao giờ thấy hình ảnh này của Pháp Kiều. Em phải rất là nể phục. Nhưng mà Pháp Kiều chuẩn bị xem Eric tìm anh nhá. Cảm ơn anh trai. Thời gian bình chọn hết. Cảm ơn các bạn. Một trăm phần anh nữa cho Pháp Kiều. Giỏi quá. Trời ơi, thương quá rồi, cổng về luôn. Út cưng mấy em ơi. Trời ơi, thấy thương quá trời. Tiết mục thứ tư, thí sinh Hùng Huỳnh. Chỉnh chu nha, cái team này là cái team concept nha. Em đã tập bài này trong bao lâu? Em với anh Phúc chắc chỉ có 3 ngày thôi nha. Cái lúc mà quyết định để chọn người đi ra cái vòng 1 này, anh em suy nghĩ rất là nhiều. Và anh Phúc lại quyết định là ok, vòng 1 này sẽ ra support hỗ trợ cho em. Nên là chỉ có thời gian rất là ngắn để tập. Cảm ơn Hồ Huỳnh, rất là chuyên nghiệp. À, xin mời Sơn Lâm. Lâm cảm thấy quá là thuyết phục với tiết mục của Hùng Huỳnh. Wow. Chắc mình phải tự bác bỏ ý kiến của mình. Có một cái câu chuyện nhưng mà theo hướng chiều tượng và hình ảnh, nó vẫn rất là hiệu quả. Hùng Huỳnh chỉ trong vài giây thôi cho Lâm quá nhiều tiết tấu, thay đổi. Không chỉ động tác không mà kể về biểu cảm và năng lượng bên trong. Khi hoàn tất bài, Hùng Huỳnh đứng dậy và cảm giác là có thể làm lại cái này thêm 10 lần nữa vẫn thoải mái. Trời quá.
Cảm ơn giám khảo. Xin mời Phước Ly ạ. Quá đã. Quá đã. Quá sướng. Wow. Đây không phải là một cái bài tập trong 3 ngày. Nó là chảy trong máu rồi. Lên và thể hiện ra thôi. Yeah. Mình thích cái concept của hai bạn. Theo mình đây là một cái phần trình diễn rất là hay. Nhưng mà mình muốn là bạn nhiều hơn. Mọi thứ chuyển biến nó hơi nhanh. Tức là mình muốn là bạn phải kỹ hơn một chút ở cái phần mà chuyển từ kỹ thuật này qua kỹ thuật khác. Vâng. Nếu như anh muốn thấy em nhiều thêm thì em có thể freestyle lại cái con beat này một mình em. Yeah. C2 luôn. Em đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bây giờ mình cũng đang không biết là mình sẽ phải chấm cái phần thi vừa nãy hay là chấm cái phần freestyle vừa xong nữa ta. Tại vì nếu mà chấm cái phần freestyle vừa rồi á, thì sẽ điểm rất là cao. Nhưng mà như thế thì lại không công bằng cho các thí sinh khác. Cái bài đầu tiên thì thật ra nó vẫn rất là hay. Và tiết mục của mình nó là một tiết mục gồm có khoảng 50-60% waking. Và còn lại sẽ là voguing và denho afro. Cái màu sắc của nó ấy, khá là giống với tiết mục của anh Pháp Kiều. Thì cũng hơi chia buồn với anh Pháp Kiều là vừa nói là chắc là một mình tôi sẽ nhảy kiểu này đây. Nhưng mà cuối cùng bây giờ có một cái màu nó phải giống đến khoảng 60-70% đấy. Tuy nhiên cả hai đều hay và thật ra nếu mà mong muốn của em ấy thì sẽ được nhìn thấy cả hai bước vào top 4 và hai người sẽ là đấu với nhau. Oh, yeah. Và xin cảm ơn Zitolo ạ. Quân cảm thấy rằng là cái lửa trong nhảy múa nó nằm ở trong bạn và bạn tỏa nó ra rất là mạnh, rất là thích bạn. Bài thi của bạn nó là một cái bài có rất là nhiều thứ để xem, rất là tốt, rất là sáng tạo. Chúc mừng bạn. Vâng, xin cảm ơn Đăng Quân ạ. Tôi lại còn anh Tú ngay lúc này. Anh nghĩ sao về phần thi vừa rồi ạ? Anh yêu em. Em tuyệt vời. Em là 10/10. Không có gì để nói với em nữa. Anh có nhưng gì không ạ? Nó làm cho em không thể nhưng được. Ok, ok, ok. À, Hurricane anh nghĩ sao ạ? Hùng Huỳnh làm em rùng mình. Cảm ơn các bạn. Và nếu như yêu mến tiết mục vừa rồi, bình chọn cho Hùng Huỳnh. Bình chọn bắt đầu. Vâng, thời gian bình chọn hơn 100 phát tay nữa cho Hùng Huỳnh. Và xin cảm ơn và hỗ trợ của Đức Phúc. Thưa quý vị, phần trình diễn tiếp theo, hãy dành tràng pháo tay cho Eric.
Trời ơi, thương em tôi quá. Giỏi quá, vỗ tay cho Eric. Trời ơi, từ ý tưởng, concept, trang phục, thần thái, còn cái đoạn Jessica nhập phun lửa nữa. Nhức nách coi mà cái... À. Xin mời Đăng Quân ạ. Xin chúc mừng anh vì một bài thi rất là hay. Mọi người có thể cổ vũ thêm cho anh ấy. Ok, em bị cuốn hút từ những cái bước nhảy đầu tiên của anh. Em nghĩ là cái bài này nó đã rất là tốt, rất hay rồi. Nhưng mà em muốn được nhìn thấy anh nhảy nhiều hơn. Có thể là mình đang hơi bị nghiêng về cái câu chuyện mình muốn đưa ra. Nó lỡ làm mất đi cái thời gian để mà mình thể hiện về nhảy. Cái đấy là cái em tiếc duy nhất trong cái phần này. Còn lại thì rất là tuyệt vời. Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, xin được cảm ơn đóng góp rất là chân thành của Đăng Quân. Và tôi cũng có phần đồng tình. Tôi nghĩ là nếu mà nhảy nhiều hơn một chút thì sắp dẫn hơn. Dạ, em cũng có một chút lời muốn chia sẻ một xíu. Em biết đây là một bài battle dance và em cần phải nhảy nhiều hơn. Nên là khi mà em nhận được đề bài là chỉ có một phút thôi thì em thực sự mong muốn rằng là sẽ có thể thể hiện một chút câu chuyện ở trong này để nó có thêm một cái sự độc đáo. Và nếu như mà có khoảng thời gian dài hơn một chút xíu nữa thì em chắc chắn em sẽ có thể nhảy nhiều hơn. Và mong là trong chương trình Anh Trai C2 thì em sẽ có cơ hội được thể hiện cái này nhiều hơn. Quá giỏi rồi, quá giỏi rồi. Không sao đâu em, thật ra đó chỉ là những gì Đăng Quân chia sẻ. Nó thêm một chút nữa thì nó sẽ hoàn hảo hơn thôi. Xin mời C2Low ạ. Em xin cảm ơn tiết mục của anh Eric. Em rất là thích tiết mục này, anh rất là đầu tư và cả phần phun lửa các thứ. Tuy nhiên thì tiết mục này em sẽ cảm thấy thích hơn rất là nhiều nếu mà mình cho thêm nhiều chất liệu street dance, chất liệu battle hơn một chút nữa. Còn lại là về cơ bản thì cả bài diễn rất là bùng nổ và rất là đầu tư. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Mày Đăng Quân ạ. Em sẽ không đồng quan điểm với anh C2. Bởi vì em nghĩ rằng là miễn nó là nhảy, nó là chuyển động và nó là cái từ bên trong của anh đưa ra thì nó là ok rồi. Mình không cần phải phân biệt quá nhiều đâu. Cảm ơn Đăng Quân. Dạ vâng. Tại sao phải có 5 giám khảo? Tại vì cho nhiều góc nhìn và nhiều ý kiến. Tất cả những góp ý của giám khảo đều có những góc nhìn rất là đúng. Và tôi tôn trọng ý kiến của tất cả các giám khảo ạ. Xin mời MC Bất. Bất rất là thích cái phần showcase của Eric. Tất cả mọi thứ đầu tư, trang phục, khói lửa. Nhưng mà nó sẽ thích hơn nếu mà cái bài này nó có thời lượng là 3 phút, 4 phút. Bất nghĩ là Eric sẽ có nhiều thứ để cho mọi người thấy rõ ràng hơn, từ từ hơn. Nó chưa đủ được cái thời lượng cho Eric. Nhưng mà dù sao thì mọi thứ cũng diễn ra rất là tốt. Và cái phần mà phun lửa, đỉnh. Đỉnh, phần đó đỉnh. Cảm ơn Bắc. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Rồi, xin mời Ly. Cái tiết mục này Ly rất là thích. Thấy được sự hy sinh của Eric trong cái bài này. Chỉnh chu mọi thứ, từ trang phục cho tới hình ảnh. Nhưng chỉ tiếc một chút xíu thôi. Tại vì cái đoạn chốt của cái bài nhạc này nó sẽ cần bùng nổ hơn nữa. Yeah, Ly nghĩ là cái phần đó nó sẽ hay hơn. Nhưng mà cái khi mà drop nhạc nhưng mà mình không có điều gì ở đó thì nó sẽ hơi bị đứt mạch một chút xíu. Ly cảm thấy như vậy. Cảm ơn. Xin cảm ơn Ly ạ. Mời Sơn Lâm. Lâm cảm thấy đây là tiết mục gần như là hoàn hảo. Có những đoạn biểu diễn, rồi những cái đoạn về câu chuyện. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều có tiết tấu hết. Tất cả mọi thứ đều có giai điệu trong đó hết. Và những cái đoạn nhỏ mà Eric biểu diễn, em cảm thấy rất là nhiều cảm nhận trong đó. Và Lâm cảm thấy Eric dễ dàng tập những thể loại street dance luôn. Lâm nghĩ là nếu mà Eric tập popping hay là whacking, Eric vẫn có thể chinh phục và làm tốt. Vì Lâm cảm thấy là cái máu nhảy và cái khả năng cảm nhận âm nhạc và cái tư duy về dàn dựng, về nghệ sĩ của Eric nó đã rất là tốt rồi. Lâm rất là ghi nhận cái tác phẩm này của Eric. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Sơn Lâm. Xin được cảm ơn sự đóng góp của tất cả các giám khảo. Và rõ ràng một tiết mục này mặc dù rất là bắt mắt và rất là hấp dẫn nhưng mà nó cũng gây ra cái tranh cãi ít nhiều. Nhưng mà không sao thưa quý vị, quan trọng là các bạn có thích hay không. Đó là lý do vì sao chúng ta có People Choice. Và mời bên chọn cho Eric. Eric, 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 Eric. À, tôi xin anh trai Quân AP cho ý kiến ạ. Chắc là thôi cho em xin phép em đi về. Chứ em thấy em ở đây không có ý nghĩa gì nữa. Anh giãn rồi phải không anh? Dạ. Anh Tú, anh thấy sao anh? Anh vừa làm anh chưa? Nhóm bọn em đã nói ngay từ đầu rồi. Dạ. Bọn em tới đây là để trình diễn cho mọi người học hỏi. Trời ơi. Trời ơi. Tức dễ sợ mà không cãi nó được. Nhưng ngày hôm nay một lần nữa phải khẳng định quá giỏi, quá giỏi, quá giỏi. Một tràng pháo tay cho Eric thưa quý vị.
Cảm ơn em. I love you, Eric. Thưa quý vị, và phần thi cuối cùng, một tràng pháo tay cho anh trai Vũ Thịnh. Yeah, 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 yeah. Let's go. Các bạn ơi, các bạn đừng có nghĩ là vừa rồi những động tác đơn giản nha. Để nhảy được cái đoạn đó, nó mệt điên. Đó là hip hop thưa quý vị. Yeah. Yeah. Em ổn không em trai? Dạ, em ổn ạ. Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Thật sự em muốn chia sẻ với cái bài nhảy này một xíu. Sự kỳ vọng của anh em team em, gọi tắt là team chấn thương. Dạ. Anh bị đau tay, anh bị đau cái này cái kia. Em thì bị đứt dây chằng, nhưng mà bây giờ em vẫn có thể đứng đây để nhảy vì một lời hứa với cả Captain. Em sẽ cố gắng vào vòng trong để cho Captain thể hiện đó. Em thật sự là mong là nếu mà được vào vòng trong, Captain có thể thay em để hoàn thiện round 2. Xin mời ý kiến của các giám khảo, xin mời Phước Ly ạ. Đầu tiên thì xin chúc mừng bạn đã làm tốt cái phần showcase này. Cái tiết mục này là cái tiết mục duy nhất khiến Ly muốn đứng nhảy cùng với bạn. Và Ly thấy được những cái độ khó bạn làm á, trơn tru, routine, mọi người làm rất là sạch sẽ, không có một cái lỗi nào hết. Nhưng mà chỉ có một chút xíu thôi, Ly nghĩ là bạn cảm nhận cái điều đó khi mà bạn bắt đầu nhảy hơi chật một chút xíu nhịp thôi. Và chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt cái bài này. Xin mời MC Bất ạ. Mình rất là thích cái phần đầu của bạn, rất là hip hop. Mình cũng rất là khâm phục bạn vì đã dám chơi cái thể loại này. Chỉ có phần mà bạn làm nguyên một cái chuỗi combo, bản thân mình thấy là bạn hơi tham một chút. Có thể là bạn bỏ những cái cú xoay đá đó để bạn tập trung bạn làm cái lộn ngược. Mình nghĩ nó sẽ là perfect hơn, tốt hơn vậy nữa. Nhưng mà chúc mừng bạn. Dạ, xin cảm ơn MC Bất. Xin mời Situlo. Cá nhân em thì lại rất thích tiết mục của anh. Có thể đây là một tiết mục không đánh mạnh vào sự bùng nổ và thu hút khán giả, nhưng mà em rất thích tiết mục này tại vì anh đang tập trung rất nhiều về mặt chuyên môn và anh đi rất sâu về mặt chất liệu của bộ môn. Và anh sử dụng 100% là chất liệu hip hop, old school kèm một chút live feed xuyên suốt từ đầu đến cuối. Cho nên là em rất là thích những cái bài mà nó đặc tính chuyên môn và nó đi sâu vào chất liệu. Mặc dù có thể nó sẽ không quá thu hút đối với khán giả đại chúng, nhưng nó sẽ mang đến sự respect và sự cảm nhận sâu sắc của những người theo underground và chuyên môn như em. Là em rất là thích bài này của anh. Xin cảm ơn Citolo. Xin mời Đăng Quân ạ. Bản thân mình thấy thì đây không phải là một cái bài nó quá khó. Nó đơn giản nhưng mà nó chất. Bạn đã làm được ra đúng cái chất hip hop. Chỉ có một điều rằng là Quân cảm thấy những cái gì mà vừa xảy ra nó đang mới chỉ chiếm 70% so với cái sức lực của bạn. Không biết lý do vì sao, nhưng mà bản thân Quân thì Quân thấy là bạn có thể làm tốt hơn. Xin cảm ơn Đăng Quân. Cuối cùng xin mời Sơn Lâm ạ. Lâm cảm thấy cái tiết mục này như Situlo nói, cái chất hip hop và cái nền tảng hip hop của bạn rất là ổn định, giai điệu của bạn có, và đó là lý do là sao Lâm cũng bouncing và grooving cùng bạn luôn khi xem bạn.
Phần giữa có hơi chệch nhịp, đó là về phần tập luyện và tinh thần thôi. Nhưng mà cái tuyệt vời nhất là cái kết vẫn là cái mọi người sẽ nhớ lâu nhất. Và bạn làm nó một cách rất là hoàn hảo. Khi mà mình đang biểu diễn mà mình có một cái sai sót, nhưng mà mình gỡ lại một cái gì đó tuyệt vời hơn, đó cho thấy được cái bản lĩnh của bạn. Và Lâm rất là respect cái việc đó. Xin cảm ơn sự đóng góp của năm vị giám khảo. Và các bạn thân yêu, nếu như yêu thích phần thi của Vũ Thịnh, chân chơi gì nữa giơ máy lên ạ. Mời bên chọn. Vũ Thịnh, Vũ Thịnh, Vũ Thịnh, Vũ Thịnh, Vũ Thịnh, Vũ Thịnh. Dạ, chắc là trong lúc các bạn bình chọn thì cho phép em gửi lời cảm ơn tới nhóm trưởng anh Tú, Captain với cả là Hải Đăng Đu đã hỗ trợ em về mặt tinh thần rất là nhiều. Và cảm ơn các anh em trong vũ đoàn Bước Nhảy, và đặc biệt là Hậu, cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Thật ra một người mà ngày xưa chuyên hát ballad mà nhảy như thế này là quá tuyệt vời rồi. Mà còn visual đẹp nữa, tinh thần rất là thiện chiến và cực kỳ nghiêm túc. Một tràng vỗ tay cho Vũ Thịnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở lại với Anh Trai Say Hi. Và trên tay của Trấn Thành hiện nay đang là kết quả của phần thi nhảy Battle Round 1. Trước tiên thì tôi xin được cảm ơn năm vị giám khảo đã rất là công tâm để đưa ra những số điểm của mình. Và cảm ơn 500 khán giả cũng đã bình chọn cho các anh trai. Một lần nữa xin được shout out cho các anh trai Sông Luân, Ghiên Tuấn Kiệt, Pháp Kiều, Hồng Huynh, Eric và Vũ Thịnh. Và bây giờ tôi xin được công bố thứ hạng dành cho 6 người này. 4 đội có điểm số cao hơn sẽ bước vào vòng thi ở round 2. Trước tiên tôi xin mời 6 anh trai cùng bước lên một bước ạ. Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin được đọc số điểm mà 500 khán giả đã dành cho Sông Luân. Điểm. Thí sinh Ghiên Tuấn Kiệt. 332 điểm. Thí sinh Pháp Kiều. 414 điểm. Thí sinh Hùng Huỳnh. 439 điểm. Thí sinh Eric. 393 điểm. Và thí sinh Vũ Thịnh. 285 điểm. Nhưng đó là điểm của 500 khán giả mà thôi. Và với những gì tôi nhận thấy là điểm của giám khảo cũng có nhiều sự khác biệt. Vì vậy, thứ hạng của các bạn sẽ hoàn toàn có sự thay đổi, chứ không như những gì mà tôi đã đọc. Sau đây, tôi xin chúc mừng cho nhóm có vị trí cao nhất trong vòng Battle Dance vừa rồi. Và cũng là team đầu tiên bước vào round 2. Xin mời hai người bước lên một bước, đó là Hùng Huỳnh và Eric. Chưa, bước lên thôi chưa. Một trong hai người này sẽ vào vòng trong.
Chúc mừng Hùng Huỳnh. Hùng Huỳnh là một trong top 4 của phần Battle Dance vừa rồi. Tôi sẽ công bố thứ hạng sau. Cảm ơn bạn. Xin mời cặp thứ hai, Vũ Thịnh và Song Luân. Hai bạn đều chọn hip hop và tôi thông báo cũng có một trong hai người vào vòng trong. Xin chúc mừng anh trai. Xong luôn. Xong luôn. Xin mời cặp cuối cùng, Pháp Kiều và Gin Tuấn Kiệt. Cũng sẽ có một trong hai người bước vào vòng trong. Xin chúc mừng Pháp Kiều. Pháp Kiều. Và dĩ nhiên chúng tôi có top 4 mà. Người cuối cùng vào vòng 2. Chúc mừng Eric. Chúc mừng Eric. Chúng tôi sẽ được công bố thứ hạng như sau. Hùng Huỳnh hạng nhất với 439 điểm từ khán giả, 468 điểm từ giám khảo, tổng số là 907 điểm. Hạng nhì thuộc về Pháp Kiều với 414 điểm của khán giả, 462 điểm của giám khảo, tổng là 876 điểm. Người có thứ hạng 3 với điểm của khán giả là 399 điểm, điểm của giám khảo là 436 điểm, thuộc về Song Luân. Và hạng 4, 439 điểm từ giám khảo, 393 điểm từ khán giả, tổng điểm là 832 điểm, là Eric. Và hạng 5 thuộc về Vũ Thịnh với 285 điểm từ khán giả và 438 điểm từ giám khảo, điểm rất cao. Tổng điểm là 723 điểm. Và người cuối cùng là Gin Tuấn Kiệt, 332 điểm từ khán giả và 381 điểm từ giám khảo, tổng điểm 713 điểm. Em sẽ cố gắng vào vòng trong để cho Captain thể hiện đó. Trước tiên xin được chúc mừng cho bốn đội sẽ bước vào vòng trong, một trong các tay đồng gì nữa thưa quý vị. Đó là đội của anh trai Quang IP, đội của đội trưởng Ryder, đội của đội trưởng Dương Đông Mít và đội của đội trưởng Hiếu Thứ Hai. Xin cảm ơn hai đội còn lại, mời các bạn về vị trí ạ. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là phần nhảy Cypher ở round 2. Bốn đội, mỗi đội sẽ cử ra một thành viên để đến với cái trận Cypher này. Và chúng tôi sẽ có một đoạn nhạc xuyên suốt được chơi bởi DJ Dreambo. Và lần lượt các anh trai khi được xướng tên sẽ bước ra nhảy Cypher với mọi người. Xin hỏi đội của Hiếu Thứ Hai cử ai trong vòng 2 ạ? Dạ, xin mời anh Jason ạ. Xin mời anh Jason ạ. Jason. Hai văn miếng quá à.
có biết ngay mà mấy cái người mà ra phát biểu là hay làm màu vậy lắm. Jason thì nghe hợp lý hơn. Đội của anh trai Dương Đông biết là ai ạ? À? Trời ơi. Ở đội này vẫn không rút kinh nghiệm vì vấn đề màu mè. Và đội của anh trai Rider là ai ạ? Ủa thiệt hả? Lại là Hùng Quỳnh hả? Yeah sure. Lại là Hùng Quỳnh. Ok. Mấy game mẫu chiến quá. Ôi không. Gánh. Tôi lo cho những anh trai còn lại. Hùng em còn sức hả Hùng? Anh ơi, Hùng Huỳnh có thể đấu thêm 10 vòng nữa. Trao cúp luôn đi. Bên quân AP thì ai ạ? À? Anh trai Quang Trung ư? Em lo quá mọi người, em lo quá. Anh cũng lo. Trời ơi, em quay qua em nhìn thành viên các bạn. Bên này em muốn quỳ xuống luôn. Anh trai Quang Trung. Dạ em. Anh ổn không? Dạ em khá ổn. Cho tới hiện tại. Ừ, tôi hy vọng sức khỏe anh duy trì đến cuối chương trình. Dạ em cũng mong. Thì cũng có nhiều hy vọng. Xin hỏi anh trai Jason tinh thần hôm nay thế nào ạ? Sau khi vòng 1 kết thúc thì em cũng thấy bên kia toàn thứ dữ, nhất là Hùng Huỳnh. Nhưng mà em sẽ không ngán vòng này đâu, em sẽ chơi hết mình với Hùng Huỳnh. Wow. Yes sir. Dương đâu biết với một đối thủ mạnh như vậy anh thấy sao? Vâng, em cũng thấy hơi run nhẹ một tí đấy anh ạ. Nhưng mà Cypher thì em phải làm hết mình thôi, chơi hết mình thôi. Hùng Huỳnh, bạn nghĩ là sau vòng 1 bạn còn đủ sức chơi không? Mặc dù là cũng hơi cạn sức nhẹ đó, nhưng mà cũng sẽ cố gắng hết sức thôi. Tại vì chỉ muốn cho mọi người hiểu thế nào là tận hưởng khi nhảy. Enjoy cái moment này. Và tôi chỉ muốn nói chúc anh trai Quang Trung may mắn. Yeah. Với những đối thủ như thế này thì em còn gì đâu mà mất. Còn gì đâu mà mất. Khẩu khí khá lắm. Wow. Vâng, tôi rất thích cái khăn được quấn xéo nhẹ qua một bên. Cố lên. Anh sẽ cần cái khăn đó đấy ạ. À, để lau nước mắt hoặc là để tung lên khi chiến thắng đúng không ạ? Dạ. Xin mời các vị giám khảo hãy chuẩn bị. Bây giờ âm nhạc vang lên. Tôi kêu đến ai, người đó nhảy. Ngẫu nhiên. Oh my god. Các bạn chú ý. Round 2, Cypher xin phép được bắt đầu. Xin mời Hùng Huỳnh.
Oh my god, it's bad for you. I'm sorry, bad for you. Bye. Quang Trung. Hay quá, vui quá. Trời đất ơi, Quang Trung giống như bị kiến lửa cắn vậy anh em ơi. Nhảy bằng cả sinh mạng. Đây là tinh thần anh ơi. Đây là tinh thần, vỗ tay cho Quang Trung. Tinh thần nhảy múa cả nhà ơi. Trời ơi, có duyên quá. Thưa quý vị, đúng là áp lực tạo ra kim cương. Chỉ bước vào đây mới thấy ai là người có tinh thần thép. Tinh thần chiến đấu là quan trọng nhất, phải mà cho tất cả các anh trai một tràng vỗ tay về tinh thần chiến đấu của họ. Xin cảm ơn sự cống hiến của cả bốn anh trai. Và chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của giám khảo chuyên môn. Đầu tiên xin mời Jason. Mời các anh cho ý kiến về phần thi của Jason ạ. Xin mời Sơn Lâm. Lâm cảm thấy là Jason là một dancer thực thụ. Tại vì Jason thật sự nghe nhạc, Jason thả quả vô đúng nơi, đúng nhịp và nó hiệu quả. Nó có điểm rơi, có điểm thở, có điểm giao lưu. Và Jason có từ vựng trong cách nhảy của mình nữa. Lâm thấy hip hop, Lâm thấy breaking. Và Jason chính là cái người mà tạo ra cái sự tư duy khi nhảy dưới sàn. Tại nhiều khi mình xuống sàn á là mình là bung quả, nhưng mà Jason nhảy với lại mặt sàn. Ôi, tự hào. Anh nói đúng quá, cãi không được. Cãi không được, cãi không được, cãi không được. Quá em ơi, chúc mừng kẻ nha. Jason. Xin mời giám khảo Phước Ly. Đối với Ly thì Jason thật sự là một breaker chuyên nghiệp. Tại vì thật ra footwork, floor work và cả trick khi Jason làm rất là mượt. Cái điểm đó rất là thu hút Ly. Cảm ơn Jason đã thể hiện phần breaking của Jason. Wow. Bất thấy sao? Em rất là thích cái cách của bạn thể hiện từ tốn, khiêm tốn, rất là bình tĩnh luôn. Những cái nhạc mà bạn bắt rất là ăn luôn. Chúc mừng bạn. Ở trong một trận đấu freestyle battle thì mình sẽ có rất là nhiều phong cách nhảy khác nhau. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chấm bây giờ đúng không? Thì đấy chính là âm nhạc. Tại vì là các bộ môn thì nó sẽ có những cái quả nó khác nhau. Mình không để so sánh là quả nào hơn quả nào được, mà mình sẽ chỉ so sánh là ai cho quả đấy vào âm nhạc hợp lý. Và Jason là anh trai đã cho em nhìn thấy được âm nhạc đấy. Wow. Xin mời Đăng Quân. Với lần nhận xét này thì cho em xin phép anh Thành là cho em nhận xét cả bốn anh trai luôn. Tại vì đối với em thì đây là một cái trận cypher, trận battle mà ai cũng làm cho em cảm thấy rất là cuốn hút. Tất cả những cái phần thể hiện của bốn anh trai nó tạo nên một cái phần trình diễn quá tuyệt vời và quá cháy ở tại đây. Xin cảm ơn Đăng Quân. Bây giờ chắc là cũng xin mời những giám khảo còn lại chia sẻ suy nghĩ của mình về cả ba anh trai còn lại. Chúng ta sẽ bắt đầu với Sơn Lâm, xin mời. Với màn trình diễn của Dương Đô Mít, mình có thể thấy là bạn bất chấp mọi thứ. Bạn chơi rất là nhiều những cái quả mà chưa hẳn là mình đã tập nhuần nhuyễn, nhưng mà mình có 60 giây thì mình chơi luôn. Và đó là một cái tinh thần cần thiết, nhưng mà sau đó mình về mình tập thêm. Mình cố gắng để mình trình bày một cách sạch sẽ hơn. Tiếp theo là Hùng Huỳnh. Hùng Huỳnh phải ra trước. Đó là cái thử thách của anh Thành đặt ra. Và Hùng Huỳnh cho ra locking, một cái thể loại thật sự rất là khó. Không chỉ là động tác mà là về cảm giác của nó và cái dáng của nó rất là chuẩn xác. Hùng Huỳnh ghi điểm được với Lâm là Hùng Huỳnh có tư duy về foundation của những cái thể loại này. Chỉ có một chút mất điểm là khi Hùng Huỳnh bắt đầu cho những cái quả dưới mặt sàn. Đấy là những cái lúc mà Hùng Huỳnh hơi bị cuốn vào cái năng lượng của mọi người và mình bị quên mất cái sự kết nối với âm nhạc. Freestyle là một cái trò chơi của sự sai sót. Mình cho ra cái sự sai sót của mình á, đó là cái đẹp của nhảy. Nó không phải là cái sự hoàn hảo. Mọi người ở đây không ai hoàn hảo hết và đó là cái đẹp của mọi người. Và Lâm thích cái điều đó. Cảm ơn Sơn Lâm. Sơn Lâm có nhận xét về Quang Trung không ạ? Sorry mọi người. Xin giám khảo cố gắng nhớ giùm. Mặc dù biết là có nhảy chót cũng uống éo đồ dữ lắm dạ. Dạ anh nói đôi lời giùm em dạ. Ok Quang Trung không có quên đâu. Điểm rất là cao nha. Quang Trung là cho mọi người một cái show luôn. Quang Trung vừa đấu nhưng Quang Trung vừa biểu diễn. Từ đầu đến cuối Quang Trung là người duy nhất có một cái kết như là một cái thả bom rất là nhẹ thôi. Nó một cái vuốt tóc thế này thôi nhưng mà ghi điểm duyên. Oh my god. Yes sir. Hầu
hầu hết những người ở đây nhảy xong mời bị cuốn xong mời vô thôi, nhưng mà Quang Trung có đầu đến cuối và mọi thứ vô nhạc, có năng lượng và có tiết tấu hết. Tôi nhận thấy là giám khảo Sơn Lâm Lâm Quỳ nhận xét rất là chi tiết, có tâm, có tầm và đặc biệt là có lòng nhân đạo. Rõ ràng là như thế, rất là tinh tế. Xin cảm ơn giám khảo Sơn Lâm. Rất cảm ơn ạ. Xin mời giám khảo Phước Ly ạ. Sau khi mà xem hết 4 phần cipher của các bạn thì bản thân Ly là Ly nhớ nhất cái khoảnh khắc của anh Quang Trung. Oh my god, I love you. Gần như là quên sạch hết từ trước. Dạ, chỉ có một đoạn nhỏ thôi á mà nó bùng nổ hết luôn, mà khiến Phước Ly phải đứng lên mà phải ồ luôn. Dạ, rất là sướng. Tuy là những cái flow nó không đã nhưng mà cái cuối cùng nó là cái điểm nhấn, cái chốt. Dạ. Làm gì làm cái phim phải có cái kết hay đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Xin cảm ơn giám khảo Phước Ly. Xin mời giám khảo MC Bắc ạ. Thực chất là các bạn đã đứng ở đây freestyle rồi thì các bạn ai cũng rất là tốt, mình rất là trân trọng cái việc mà các bạn đứng đây freestyle, tại vì freestyle thực sự rất là khó mọi người. Biên đạo, choreo mọi người có thể tập theo, nhưng mà freestyle nó là một cái trường phái rất là khác. Bạn phải nghe nhạc ngay tại chỗ, bạn phải ngẫu hứng ngay tại chỗ bằng tất cả mọi thứ bạn có thể làm được. Bất rất khâm phục Dương cái điểm là Dương ra đương chơi hết mình, từ đó nó thành một cái style của bạn, không giống ai hết. Giữ cái đó đi rồi về tập thêm. Hùng Huỳnh, bạn thực chất rất là tốt nhưng mà Bất thấy bạn có hơi một chút xuống sức, cho nên ở cái phần mà bạn xuống floor thực sự là nó chưa đã. Bất muốn nhiều hơn ở phần đó nha. Còn về Quang Trung, bạn như là một nhân tố bí ẩn nha. Với lại cái phần đầu của bạn á, rất là thông minh. Quá tỏa sáng. Bạn khép mình lại, bạn không cho người ta thấy là tôi biết nhảy. Tôi không biết là bạn tập như thế nào, nhưng mà bạn làm á, nó giống như là bạn đã tập rất là lâu rồi. Nó rất là từ tốn, nhưng mà nó vào nhạc mà. Bạn chơi với cái không gian của bạn. Bất cũng giống như làm, rất là thích cái cú kết của bạn. Và cú đó thật chất là nổ luôn. Chỉ cần một động tác này thôi và nó ăn vào nhạc á, cái effect nó rất là phù hợp với cái điều đó. Nó cứ ăn vào nhạc là nó sẽ ăn vào não thôi. Đúng rồi, chúc mừng các bạn. Tuyệt vời. Merci too low ạ. Em xin được nhận xét về anh trai Dương Đô Mích ạ. Phần freestyle này thì anh đã cống hiến hết tất cả những gì mình có. Tuy nhiên là nó chưa được vô beat lắm. Với quan điểm của em khi mà chấm freestyle thì em lại quan trọng nhất là âm nhạc. Cho nên là mình cần phải thả những cái skill đấy nó vào chuẩn beat hơn nữa. Tiếp đến là anh trai Hùng Huỳnh. Em nghĩ là anh hơi bị áp lực về việc vòng trước mình đang là người có điểm số cao nhất, cho nên là nó hơi bị căng thẳng. Khi mà mình suy nghĩ về căng thẳng ấy thì mình bị mất cái phản xạ nhanh về âm nhạc. Mặc dù là những cái kỹ thuật nền tảng ấy thì em thấy anh là người chắc nhất. Nếu mà lần sau mà mình có thể bình tĩnh thì nó sẽ đưa được vào âm nhạc một cách hay hơn. Cuối cùng về anh Quang Trung thì em cũng không cần nói nhiều. Mặc dù là em chấm ấy thì sẽ theo lý trí, có nghĩa là lý trí của em thì đã chấm anh Dây Son là điểm cao nhất rồi. Nhưng mà trái tim của em thì là dành cho anh Quang Trung. Rất nhiều lời khen ngợi liên tục được gửi đến cho Quang Trung. Anh nghĩ là với những sự tập luyện nghiêm túc của em thì hôm nay em cũng đã đáng tự hào về bản thân của mình rồi, đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa cảm ơn sự nhận xét rất chi tiết của các vị giám khảo, và những điều đó sẽ đóng góp giúp cho các thí sinh của chúng tôi hoàn thiện rất là nhiều. Cảm ơn sự cống hiến của Quang Trung, Hùng Huỳnh, Dương Đào Mích và Jason. Và bây giờ chúng tôi mời các bạn hướng mắt về màn hình để xem phần bình chọn. 01 Jason, 02 Hùng Huỳnh, 03 Quang Trung, 04 Dương Đào Mích. 500 khán giả bình chọn bắt đầu. Các bạn có thể chọn 4 người nếu như các bạn thích. 03 Quang Trung, 03 Quang Trung. 4 đi em ơi. Số 3 Quang Trung. Số 3. Bình chọn kết thúc. Xin cảm ơn các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với anh trai Say Hi. Và đây là phần nhảy Cypher Round 2. Chúng ta có các anh trai Jason, Hùng Huỳnh, Quang Trung và Dương Dominic. Sau đây tôi xin được đọc điểm số mà các giám khảo đã dành cho các anh trai như sau. Dương Dominic 393 điểm. Hùng Huỳnh 408 điểm. Oh. Wow. Jason 465 điểm.
Giỏi quá. Và Quang Trung. Bốn trăm ba mươi hai điểm. Trời ơi. Thế nhưng đó chưa phải là kết quả cuối cùng. Còn điểm của các bạn khán giả tại hiện trường, và tôi nhìn thấy đúng là khán giả với giám khảo luôn là hai thái cực khác nhau. Chúng tôi xin cặp đôi đầu tiên bước lên sân khấu, Jason và Hùng Huỳnh. Tuyệt vời! Một trong hai người này sẽ vào vòng trong. Xin chúc mừng đội của anh trai. Jason. Quá giỏi. Trời ơi. Hay quá rồi. Jason là đội đầu tiên vào round 3. Chưa dừng lại ở đó, mời anh trai Hùng Huỳnh vẫn bước lên một bước. Mời anh trai Dương Đô Mít bước lên cùng với Hùng Huỳnh. Một trong hai bạn sẽ vào vòng trong. Chưa dừng lại ở đó, mời Quang Trung cùng bước lên một bước. Quá trời rành rồi. Một trong ba bạn sẽ bước vào vòng trong. Trời ơi rành ơi. Em tìm. Đau tìm quá đi á, thiệt á. Tôi xin được công bố đội thứ hai cũng là đội cuối cùng vào phần thi đấu round 3. Đội đã nhận được tổng điểm là 741 điểm. Và người duy nhất và cuối cùng vào vòng 3 là Quang Trung. Xin được tổng kết lại thứ hạng của các anh trai như sau: Jason hạng nhất với 465 điểm từ giám khảo, 387 điểm từ khán giả, tổng điểm 852 điểm. Quang Trung hạng nhì với 432 điểm từ giám khảo, 309 điểm từ khán giả, tổng điểm 741 điểm. Hùng Huỳnh hạng ba với 408 điểm từ giám khảo, 316 điểm từ khán giả, tổng điểm 724 điểm. Như vậy là Quang Trung chỉ cách Hùng Huỳnh có vài điểm thôi. Và hạng tư là Dương Đô Mít với 393 điểm từ giám khảo và 259 điểm từ khán giả, tổng điểm 652 điểm. Và một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự cống hiến của bốn anh trai. Các bạn thân mến, và đây là Final Battle. Quý vị và các bạn thân mến, Round 3 là cuộc thi đấu của hai đội. Đó là đội của anh trai Quân AB và đội của anh trai Hiếu thứ hai. Ở vòng 3, chúng ta sẽ tiếp tục cử ra một đại diện để đấu Battle. Xin mời em Hiếu thứ hai ạ. Dạ, tất nhiên rồi. Con át chủ bài của nhóm em. Khó chịu thật đấy. Cái người mà cuối cùng tôi muốn đến đã đến rồi. Tôi muốn thấy em nhảy. Yeah. Đây đây. Hùng
Hồi nãy giờ em cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ em rung chân, em nguyệu, em quýu. Sao em ổn không? Anh ơi, làm sao mà nghĩ được cái cảnh em nhảy battle dance được trận chung kết hả anh? Được, được. Mình cứ nghĩ là không biết nó có qua được không, thế mà nó vẫn qua. Nó qua. Giờ tới em này. Tới em rồi đấy. Thôi, nhưng mà nói gì nói, dù nhất hay nhì, vẫn có điểm. Vẫn có điểm. Vào chung kết mà nói gì? Không quan trọng nữa. Ok, còn đồ anh trai AP ạ, à, cho tôi hỏi đại diện của các anh lại ạ. À. Wow, đó là anh trai Michel. Trận này vui nè. Trận này liệu là trận ba đồ hay là trận hài ta? Anh trai Michel anh ổn không? Chứ tôi thấy tôi lo quá. Dạ, thôi chắc là mình cứ phải chơi cho hết ván này đi để có kỷ niệm đẹp với lại chương trình Anh Trai Say Hi anh ha. Yeah. Khiêm tốn là tốt. Mời hai anh trai bước ra sân khấu. Âm nhạc sẽ vang lên. Tôi kêu ai, người đó sẽ bước ra battle. Let go, let go. 1, 2, 3, music. Wow. Ê! 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 Xin mời anh Tú. Xin mời phần nhận xét của năm vị giám khảo ạ. Xin mời giám khảo Đăng Quân. Yeah, đây là một cái trận chung kết quá hay đúng không ạ? Yeah. Trong cái trận này thì Quân hoàn toàn bị thuyết phục. Bị thuyết phục bởi anh trai Ali Hoàng Dương. Anh chính là điểm sáng trong ngày hôm nay. Ali ơi, anh bất ngờ Ali. Bất ngờ nha. Xin cảm ơn anh trai Đăng Quân. Và xin mời anh trai Citolo ạ. Việc đầu tiên anh Ali phải cảm ơn đến anh Quang Trung và Pháp Kiều. Tại vì nếu không có hai người này thì chúng ta sẽ không được nhìn thấy. Chúng ta sẽ không được xem một màn mãn nhãn như vậy. Tại vì phải vào đến vòng này thì chúng ta mới tìm được nhân tố bí ẩn đấy. Đúng không ạ? Giỏi quá. Về phần anh Tú, lúc mà anh bước lên thì trong lòng em đã hơi kiểu là giá như mà anh dây son nhảy vòng 3. Trời ơi! Chào ôi Tú ơi! Anh ôm em! Rồi ôi! Giám khảo đâm sâu quá!
Tuy nhiên mà lúc mà anh Tú ra thi đấu thì em nghĩ là anh Jason không thể mang lại được nhiều tiếng cười như thế so với anh Tú. Cho nên là anh Tú vẫn có một điểm sáng hơn so với các thí sinh khác, đúng không ạ? Đấy vẫn là một phần trình diễn rất là nhiều cảm xúc dành cho khán giả. Hồi nãy cái đoạn chụp ớt là tôi lo rồi. Dạ xin mời anh trai MC Bất ạ. Quá bùng nổ. Bất cảm giác như là đang xem một cái giải đấu chuyên nghiệp luôn á mọi người. Wow. Cái không khí thôi, mình hãy bỏ qua những cái kia đi. Mình nói không khí nó khủng khiếp, nó bùng nổ. Anh Tú thì Bất cũng khá là mong chờ, muốn xem anh Tú làm cái gì. Nhưng mà tôi tự nhân rồi anh ơi. Tôi thích giám khảo này quá. Có vụ trời ơi nữa. Nhưng mà thực sự là rất là trân trọng mọi người. Mọi người đã dám làm những cái điều khó. Rất là respect mọi người. Tuyệt vời anh ơi. Phải nói là Ali là một dùng từ hơi ghê, là một cái con quỷ mà ăn beat. Con quỷ mà ăn beat. Yeah, kêu hết tất cả các beat. Quá ghê. Xin cảm ơn các giám khảo ạ. Xin mời giám khảo Phước Ly. Khi mà thấy anh Tuấn ra là Ly cũng có một cảm giác là muốn chọn anh Tuấn. Nhưng mà Nhưng mà sau cái cuộc bắt ếch đó thì là không thấy vui trong lòng. Anh nhớ lúc tôi ở trong căn phòng. Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái. Trời ơi, tại cái bầu ếch. Từ nãy tới giờ là khi mà mình nói là freestyle là cái âm nhạc mà cái thứ quan trọng nhất, thì Ly nghĩ là cái phần này Ali làm tốt hơn. Nên là bản thân Ly chọn Ali. Phước Ly phải chọn Ali nè. Xin mời giám khảo Sơn Lâm ạ. Lâm cảm thấy đây là một cái tin vui. Khi mà anh Tú ra trước đã rất là bùng nổ, anh Tú đã làm hết mình rồi. Nhưng mà khi Ali bước ra, Ali đáp trả những cái động tác hông của anh Tú á, nhưng mà vô nhạc hơn. Ali cho thấy được là bây giờ tôi sẽ làm y chang nhanh luôn, nhưng mà tôi sẽ vô nhạc. Và đó là một cái tinh thần đấu thật sự. Đó là một cuộc trò chuyện và quan sát nhau và trả lời nhau. Nên Lâm phải chọn Ali Hoàng Dương. Xứng đáng, xứng đáng, xứng đáng. Vâng, thưa quý vị, quá tuyệt vời. Còn bây giờ các bạn yêu thích ai, mời bên chọn. 01 anh Tú, 02 Ali Hoàng Dương. 500 khán giả tại hiện trường, xin bên chọn. Good. Ai nhảy cũng hay cả. Hãy chọn đi. Hãy chọn theo cảm giác đi. Các bạn thân mến, và trong thời gian chờ tổng kết lại những số điểm dành cho hai anh trai cuối cùng, tôi xin mời những anh trai mà đã chuẩn bị vòng 3 mà không có cơ hội nhảy bước ra được không ạ? Yeah. Bây giờ âm nhạc sẽ vang lên. Tự freestyle nha. Yeah. Và mời Dream Ball. 1, 2, 3, go.
vòng 2. Hứa chớp. Hay quá. Hứa chớp. Trời ơi, Captain ơi, em ở đâu? Hứa chớp. Trời ơi, tính sai quá. Anh Thành nghe đấy là tại sao mà em phải hứa với Captain, em phải cố gắng làm sao để Captain vào, bởi vì Captain không có thi, Captain đang trình diễn. Và Captain Boy đang nhảy đây. Hay quá em yêu. Không sao, nhưng mà nói như vậy cũng tội nghiệp cho Vũ Thịnh, tại vì Vũ Thịnh cũng đã làm rất tốt rồi. Thật ra là chiến thuật của họ cũng đúng, tại vì nhảy 6 đội thì ít ra là Vũ Thịnh cũng sẽ hy vọng là mình vào được vào trong để cho Captain có cơ hội ra nhảy, đúng không các bạn? Về chiến thuật là họ chơi đúng, nhưng mà do cuộc đời nó không như mình mong muốn thôi. Nhưng mà Captain giỏi quá, vỗ tay. Trời ơi, anh đâu có ngờ em nhảy giỏi dữ vậy Captain. À, sao mà giỏi quá vậy? Em vui quá, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Thật sự là hiện tại bây giờ em cảm thấy rất là thoải mái vì mình đã được nhảy. Em muốn cảm ơn đến anh Vũ Thịnh vì anh ấy đã cố gắng rất nhiều và gần như tất cả những gì em có thể nói bây giờ thì vừa nãy em đã nhảy rồi. Anh vẫn sẽ thiếu em một bát phở. Nhưng mà sau chương trình này mình mới thấy là Captain sáng tác giỏi, producer giỏi, hát giỏi, nhảy giỏi. Giỏi tay. Cảm ơn em, vô cùng ấn tượng. Đẹp trai nữa anh. Nhưng thưa các bạn, từ nãy giờ chúng ta đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc rồi, nhưng mà chúng ta có muốn xem một trận ba đồ quốc tế không ạ? Ba đồ quốc tế. Xin các bạn bình tĩnh lại trước khi tôi công bố kết quả cho hai đội cuối cùng. Xin mời 5 vị giám khảo bước ra sân khấu. Xin được giới thiệu sơ với các bạn về chuyên môn của các vị giám khảo trước khi để họ ba đội. Đầu tiên về giám khảo MC Buck, đây là một người chuyên về hip hop và crumb. Đây là một trong những người mà nhảy crumb nằm ở top hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Wow. MC Buck. Sơn Lâm là một người đa năng và chuyên môn của anh Sơn Lâm là popping. Rất tuyệt vời. Và kế bên là Phước Ly, là một trong những b-boy xuất sắc với kinh nghiệm khoảng 1/4 thế kỷ. Và đây là người đã chinh chiến tất cả các đấu trường quốc tế về breaking. C2Lo, người đã mang walking của Việt Nam ra đấu trường thế giới và đã không ít lần là quán quân của những cuộc thi nhảy walking thế giới. Và kế bên các bạn nữa đăng quân, đây là một nhân vật toàn năng. Chưa bao giờ các bạn nghĩ là có một cái dancer mà nhảy nhiều thể loại mà thể loại nào cũng đạt đến ngưỡng xuất thần như anh ta. Và anh ta cũng đã từng nhảy và đã từng là kiện tướng dance sport. Và có ai nghĩ là một kiện tướng dance sport gạt qua tất cả những kỹ thuật của mình để chuyển qua hip hop popping. Anh ta chưa dừng lại ở đó, anh ta còn nhảy tuyệt vời và đỉnh cao ở bộ môn múa đương đại. Trời ơi. Và như các bạn biết là ba môn đó là ba môn liên quan gì nhau hết về cảm giác, nhưng mà người này có thể làm được tất cả những điều đó. Trước khi chúng ta đi vào trận đấu ba đồ của 5 người thì giám khảo đăng quân, tôi xin anh được nhảy thêm hai loại nữa, đó là múa đương đại và dance sport, để cho mọi người được chiêm ngưỡng được không ạ? Quá rồi, trai ơi, anh đúng là anh ruột của em. Mời các bạn cùng xem đăng quân dance sport, đó là bộ môn đầu tiên mà anh ta đang theo đuổi. Và bây giờ là dance sport với Latin. Và bây giờ mình sẽ đổi hoàn toàn cảm giác lắng động với múa đương đại. Wow. Sóng vỗ vỡ bờ chẳng mây mênh mang khắp hồ. Em ơi trong đời
Bây giờ mời năm giám khảo bước ra sân khấu ạ. Đây sẽ là phần freestyle battle. Xin mời Dream Ball, 1, 2, 3, go. Xin mời MC Bắc. Let's trade, let's dance, let's dance. Let's trade, let's dance, dance, dance. Let's trade, let's dance, let's dance. Let's trade, let's dance, dance. Let's trade, let's dance, let's dance. Let's trade, let's dance. Let's trade, let's dance. Oh my god!
cùng nhảy ra. Quay về. One, two, three, go. DJ Dreambo. Thank you. Wow. Thật sự bái phục. Tôi chỉ nói nhẹ một câu. Đây là giám khảo của anh trai C2. Ok. Trước khi tôi đọc kết quả cuối cùng của hai đội thì xin các vị giám khảo mỗi người chia sẻ một chút cảm xúc sau khi tham gia chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời Phước Ly ạ. Ly rất là hạnh phúc và khi được đứng đây và thể hiện cho mọi người thấy Chuyết Đen cũng như là tất cả các anh trai ở đây, và rất respect tất cả anh trai ở đây đã cố gắng hết mình, đã cống hiến những trận đấu rất là hay. Yeah, cảm ơn mọi người. Wow. Là muốn nói là mình thể hiện cái sự tôn trọng đến các nghệ sĩ nhiều rồi, nhưng mà phải cảm ơn là cảm ơn các bạn đã tôn trọng chúng mình. Always. Các bạn đã tôn trọng khán giả. Always. Và các bạn đã làm hết mình. Yeah. Quân muốn nói rằng là khán giả ở đây và tất cả các anh trai đang có mặt ở tại đây thực sự rất là tuyệt vời. Quân đang cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy hạnh phúc khi mình đang có mặt và đứng tại sân khấu này. Cảm ơn mọi người. Ok, bác chỉ muốn nói là khi mà đến đây tất cả giám khảo tụi mình cũng mang cái tâm thế là tại vì này không phải là cuộc thi chuyên nghiệp, cho nên mình ok cứ vui vẻ chút, thoải mái, enjoy. Nhưng mà thật chất là các bạn làm cho tôi căng thẳng. What happened? Tôi cười hỏi, tôi cười không nổi luôn. Yeah. Không thể nào, rất là tập trung. Tại vì một khi mà mình đã nhận xét mà đưa ra những cái lời mà nó không chính xác á, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến phần thi các bạn, đến sự cố gắng các bạn. Cho nên là cảm ơn các bạn đã làm cho chúng tôi. Yes sir. Respect. Xin mời Citolo. Thật ra là đến dancer chuyên nghiệp nhảy mà còn mệt ơi là mệt như thế này. Thế mà các anh trai quay hát cả ngày rồi, xong rồi cuối cùng vẫn nhảy được nữa thì chứng tỏ các anh trai sức bền quá là đỉnh luôn. Yeah, thank you. Cho nên là để khán giả có thể nhìn thấy được là có thể các cái chuyên môn hay là các cái động tác, kỹ thuật sâu từng bộ môn có thể các anh chưa làm được ra hẳn. Nhưng mà nhìn thấy cái sự cố gắng và cống hiến và cái thể lực và sự hết mình của các anh thì không kém gì so với cả 5 anh em dancer ở đây luôn. Wow. Một lần nữa, xin shout out cho 5 vị giám khảo đã đến với chương trình ạ. Yeah. Thưa quý vị, gì thì gì, chúng ta trở lại với lại chương trình của mình. Ê. Xin anh trai Mì Xeo và anh trai Atut. Thưa quý vị, một người nhận được điểm 415 từ giám khảo, 292 từ khán giả, với tổng là 707. Một người nhận được điểm 495 từ giám khảo, 355 từ khán giả, tổng điểm 850. Xin chúc mừng người nhận giải nhất, anh trai Michel Ali Hoàng Dương. Giỏi quá. Hoài lắm luôn. Chúc mừng anh Tú Atus hàng hai. Hay quá. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị, tôi xin được tổng kết lại số điểm của các đội sau 3 vòng thi nhảy như sau. Đội của anh trai Quân AP với các thành viên Quân AP, Ali Hoàng Dương, Quang Trung và Pháp Kiều, giải nhất được cộng thêm 200 điểm. Hiếu thứ hai với các thành viên Hiếu thứ hai, anh Tú Atus, Eric và Jason hạng nhì cộng thêm 100 điểm. Và đội hạng ba là đội của anh trai Ryder với các thành viên Ryder, Nguyễn Lê, Đức Phúc và Hùng Huỳnh, hạng ba được cộng thêm 50 điểm. Chúng ta khép lại vòng thi nhảy đây và chúng tôi sẽ quay trở lại với kết quả tổng của chương trình
trong Live Stage 3 lần này để quý vị và các bạn biết được ba đội an toàn là ai và bốn anh trai nào sẽ chia tay với chương trình. Đừng quên nội dung quan trọng nhất của chương trình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngày sau vài phút giải lao. Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.